Hello cả nhà. Bữa nay mình sẽ đi một vòng ở ngoài vườn để mà mình coi mình thu hoạch được cái gì thì mình sẽ thu hoạch hết luôn nha cả nhà. Thì ở đây mình thấy bữa nay cái mồng tơi của mình nó lên cũng tốt nè. Thì mình sẽ thu hoạch cái mồng tơi này trước ha. Đây. Bữa nay mình cũng có một tay à. Vừa quay mà mình vừa thu hoạch luôn á, nên cũng hơi khó ha cả nhà. Cái lá của nó cũng to nè cả nhà. Cây nhỏ này thấy giống như nó cũng hơi bị già ha. Rồi, để mình coi cách đại nguyên cái cây này đi. Rồi. Một cái nó bắt đầu nó thành dây leo rồi nè cả nhà. Rồi đây là cây này. Đây con cây nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt lá. Cái này nó cũng hơi bị sâu ha. Mấy cái này nó ướt là hồi nãy là mới trời mưa á cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua tới cái dây leo ở bên này. Cái dây leo bên này đó, cái dây mồng tơi bên này thì mình chỉ hái lá thôi. Dây bên này thì nó cũng không có được tốt cho lắm. Bắt đầu mình hái lá thôi. Mấy cái này là mấy cái hộp nó cũng bắt đầu nó màu tím là mình hái vô để mà mình giữ lại mình phơi cho năm sau mình trồng tiếp ha cả nhà. Mình cũng hái vô. Lá trên đây thì không biết sao nó bị như vậy ha. Rồi đây là một ít mồng tơi mình đã hái xong rồi ha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi qua tới cái vàng ổ qua nha. Rồi ở đây thì mình có thấy được một trái ở đây. Đây kia. Đây một trái. Phải nhìn cho kỹ chứ cái
vàng ổ qua này nó xanh xanh đó, cho nên mình cũng khó thấy lắm. Đây, ở đây một trái. Bây giờ cắt là làm sao mà chụp nó đây ta? Hai trái. Nãy mới thấy. À, đây. Đây nè cả nhà. Ba trái. Còn ở đâu nữa? À, ở đây, nó núp ở đằng sau đây. Thì mình sẽ đi qua bên này. Đây, nó đây. Dạ, một trái ở đây nè cả nhà. Rồi mình cũng hái được 6 trái ổ qua ha cả nhà. 2 4 6 thì có một trái nó muốn chín rồi nè cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mình coi trái bầu đi. Một trái bầu rất là dài, bầu khổng lồ, siêu to khổng lồ. Rồi sẵn mình cũng quay mấy cái trái dưa gan cho cả nhà coi luôn ha. Thì nó mới có hơi vàng vàng à, mình sẽ đợi nó hơi vàng tí xíu nữa là mình sẽ thu hoạch nó vô luôn. Đây, ở bên đây thì cũng có thêm một trái. Trái bên đây thì nó to hơn tí xíu. Ở đây thì đậu bắp của mình, đậu bắp nó mọc cao quá trời cao luôn. Dưới đây thì hoa dừa cạn ha cả nhà. Rồi ở đây thì là cà tím, mấy cây này cũng cà tím luôn. Ở đây thì là một dây mấy dây hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc này nó cũng đẹp lắm nha cả nhà. Rồi qua tới bên đây á, là mình có thêm dưa gang. Đây dưa gang. Đó. Ở bên đây á, thì mình được 3 trái dưa gang. Cũng chưa có chín nha cả nhà. Rồi ở bên kia thì mình có được một trái dưa hấu. Dưa hấu thì nó cũng còn nhỏ thôi, chưa có đủ lớn. Rồi xả của mình nãy là cái vàng ổ qua nè. Bên đây thì mình có 2 dây mướp với lại cái loại bầu này. Bầu này là bầu bông, nó khác với cái bầu bên kia thì là nó không có bông. Ồ, cái trái này nó bị hư rồi, chắc mình hái vô mình ăn đi. Ồ, dây bầu này nó dài ghê ta. Thôi phải lấy cái kéo. Đây mình thấy có trái đậu bắp luôn nè cả nhà, mình sẽ cắt rớp rồi. Đây giờ mình cắt trái bầu rồi nè. Đây là những cái trái thì những cái mà mình đã thu hoạch được hôm nay ha cả nhà. Video của mình tới đây cũng hết nha cả nhà. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Nếu mà thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Bây giờ mình xin chào tạm biệt. Bye bye.